Kiểm toán nhà nước vào cuộc vụ chi gần 65 tỷ mua ấm chén ở Vĩnh Phúc. Kiểm toán nhà nước đã chính thức vào cuộc thanh tra toàn diện việc chi gần 65 tỷ đồng mua quà biếu tặng quan khách, người dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng ngày 6 tháng 5, trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Minh Hồng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xác nhận thông tin trên. Ông Hồng cho biết kiểm toán nhà nước vào cuộc sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính yêu cầu các huyện thành ra soát lại tất cả việc đấu thầu các gói thầu mua ấm chén làm quà tặng. Ông Hồng thông tin: "Chúng tôi cũng vừa có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước, có thể kết luận tổng thể của kiểm toán nhà nước về việc đấu thầu gói thầu quà tặng sẽ có trong tháng 5." Theo ông Hồng, trước đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tỉnh bắt đầu thanh tra việc đấu thầu từ đầu tháng 4. Trên cơ sở báo cáo của các huyện thành, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh phải tổng hợp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 4. Nhưng đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư. Trước đó, tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc ngày 1 tháng 1 năm 1997, 1 tháng 1 năm 2017 diễn ra vào ngày 28 tháng 2 năm 2016, tỉnh đã tặng mỗi hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại tỉnh và các đại biểu đến tham dự một bộ ấm chén. Tổng giá trị các gói thầu mua sắm quà tặng tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc lên đến gần 65 tỷ đồng, nguồn vốn sử dụng từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Quang và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Bảo Long Bát Tràng đã trúng các gói thầu quà tặng này. Ngày 27 tháng 3, thừa lệnh của Chủ tịch tỉnh, ông Bùi Minh Hồng, Chánh văn phòng tỉnh, ký công văn 2003 ra soát lại việc tổ chức đấu thầu các gói thầu trên. Theo đó, các huyện thành phải báo cáo kết quả việc ra soát đấu thầu quà tặng về Sở Kế hoạch Đầu tư chậm nhất là ngày 5 tháng 4. Do thời gian quá gấp gáp, các huyện thành chưa ra soát kịp nên Ủy ban nhân dân tỉnh ra hạn thanh tra ra soát đến cuối tháng 4.